Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm thí nghiệm về cái con tụ này. Thì để thí nghiệm con tụ này còn sống hay chết thì chúng ta phải dùng cái đồng hồ. Và khi dùng đồng hồ thì chúng ta sẽ để mức 10 dc. Thì khi chúng ta để mức này thì chúng ta đo cái chân này. Khi mình cung cấp điện cho cái này thì nó sẽ tụ, làm tụ điện ở trong này. Xong là mình đo cái này vào để cho cái tụ nó phóng ra, phóng điện ra, xem điện lên bao nhiêu nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ dùng kẹp nguồn này vào. Đây, chúng ta phải để ý chiều âm này, chiều âm của dấu âm này, con tụ. Đấy. Tụ thì để tính năng là một là lọc âm thanh, hai là để kích âm thanh, và nó sẽ tạo ra ổ độ nát cho dòng điện. Và tụ này sẽ làm điều áp, tăng áp nóng dùng một tụ. Thì bắt đầu chúng ta sẽ làm này, cho cực âm, cực dương vào, cho nguồn điện vào, giữ im, để im nhé nhá. Đấy, để một lúc chúng ta bỏ ra thì chúng ta lại dùng đồng hồ đo để xem nó lấy đến điện áp bao nhiêu. Các bạn để ý nhé. Đấy. Đấy, hết điện rồi đúng không? Chúng ta lại nạp điện nó vào, nạp điện này, nạp điện. Ok, phải để cái gì nó giữ. Đây mình lấy tạng cái này để nó giữ con tụ này nhá. Đây, chúng ta nạp điện vào. Nạp điện, nạp điện. Đấy. Bây giờ chúng ta thử xem có điện, nguồn điện lên bao nhiêu nhá. Lên. Đấy, nó lên được 2 V. Chúng ta thử tăng điện áp lên. Mình tăng điện áp lên 5 V thì ở trong này sẽ bao nhiêu. Ở ngoài mình có đồng hồ cấp nguồn thì mình sẽ nhìn thấy được nguồn bao nhiêu. Ta đo đẩy điện áp vào này. Đấy, xong rồi ta đo nhé. Đo xem lên bao nhiêu V này. Đấy, lên 5 V. Hết rồi. Tụ nó chỉ phóng ra một phát thôi, xong là nó trở về trạng thái ban đầu, điện nó ít. Này, chúng thử tăng lên 12 V xem nhá. Tăng lên 12 V. Đây. Đẩy điện áp lên 10 V, mình sẽ cấp nguồn điện 10 V cho anh này. Bạn ạ, tụ này chắc đi rồi. Hãy
Tôi biết đời thằng